vừa rồi bị hết dung lượng. Không gắn thẻ được bạn bè rồi. Không vào. Phản xạ rất tốt của thủ môn. Dứt điểm vào. Tỷ số là 2-1 cho thị trấn. Dứt điểm. Sút đi ra ngoài. Biết à. Nhanh, không được. Vừa rồi mình hết dung lượng nên là phải đăng ký lại nhá. À, thượng giáo đang dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ rồi. Dứt điểm, không vào. Phản xạ rất tốt. Phạt góc cho thượng giáo. Trận đấu đang về những giây cuối rồi. Pha phá bóng của mọi người rất tốt. Sút không vào. Bóng đi ra cạnh lưới. Lên bóng rồi, hay quá. Bóng không lọt. Đây, lại tiếp tục được rồi. Tỷ số đang là 2-1 về nghiêng về thị trấn một nhá. Đánh đầu, không vào, vọt sang ngang. Khánh cũng xem thì thôi nhá, ra ngoài nhá. Không phải nói vớ vẩn đấy đó nhá. Chuyển bóng rất hay. Góc cho thượng giáo một rồi. Trận đấu chuẩn bị về những phút cuối rồi. Rất nguy hiểm, bóng trúng cột dọc. Hay quá, phản công nhanh. Dứt điểm, không vào, bóng trúng sang ngang. Tổng quan diễn ra rất hay. Hai đội ăn miếng trả miếng. Hiện tại mình không được khách mời nên không biết là ở đâu đâu bạn ơi, hả nhá. Phản công cho thị trấn. Quá người rồi. Dứt điểm không? Hay quá. Không kịp. Hơi mạnh. Thank you.
lên bóng cho thượng giáo. Quá mạnh rồi. Ở đây không qua được. À, bóng rất mạnh của thủ môn. Bóng đi hết đường biên ngang. Phản công. Có bàn thắng không? Trong chuyền không cho ai. Hiện tại rất nguy hiểm, phá bóng trúng sang ngang. Wow, tỷ số là 2-2. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Ai không xem trận này là bỏ lỡ. Tỷ số hiện tại là 2-2 rồi anh em nhá. Tấn công cho thượng giáo. À, Giang phá bóng trúng sang ngang nhá. Anh Tài nhá. Rất căng, bóng không qua được hàng rào. Tấn công, phản công cho thị trấn. Dứt điểm, công vào, sát sạt cột dọc. Phản công rất nhanh. Sút cũng được rồi, bóng đến lên chân đội xanh vào. Thượng giáo là ghi bàn, tỷ số là 3-2. Nghiêng về thượng giáo, tinh thần đang lên rất cao. Thượng giáo vừa rồi vừa hôm qua vừa vô địch bóng chuyền rồi. Vậy hôm nay có double không? Hiện tại là những giây cuối cùng của trận đấu rồi. Đá biên cho thị trấn.
Rồi đây. Dứt điểm vào. Tỷ số là 3-0. Hết giờ rồi anh em ơi. Phút những giây cuối cùng rồi. Tỷ số là 3-0 rồi. Hai đội khả năng đá penalty rồi. À, Thị Trấn với Thượng Giáo, chị Lan ơi. Trận đấu rất hay, kịch tính đến những giây cuối cùng. Đá thẳng những giây cuối cùng rồi. Thị Trấn có khả năng là đưa về những đá penalty rồi. Vừa rồi trận tranh 3-4 cũng là trận đấu kết thúc. Hai đội bước vào đá penalty. Cầm vàng lại để vàng rơi rồi. Chết rồi. Hôm qua vô địch bóng chuyền, hôm nay lại vô địch bóng đá nữa là hợp lý đó, thể thao là ăn hai giải vô địch đấy. Bắt đầu làm thủ tục đá penalty. Trận đấu rất hay. Linh Cụ Tè không cản phá được. Rất căng. Rất căng. Hay... 40 rồi. Lúc đấy là 40 rồi. Hết giờ. Đến nơi. Tài hai đội đang đăng ký cầu thủ sút penalty, trọng tài FIFA. Đây là trọng tài FIFA của Việt Nam đấy. À, ba bể. Có tưởng lấy cho cái bánh mì, không lấy à? Ba mươi giây nữa là đứt. 30 giây. Những giây cuối cùng ấy, đúng không? Tí đứt thì ui quả chọc thế mà. Ô, quả vào 3 điều này là sắp hết rồi đấy. 30 giây. Quyền ưu tiên đá trước hay là bắt trước nhá. Còn gôn thì quyết định luôn nhá. Cú đỏ ưu tiên đi. Đây là cúp nha, cúp bên kia nha anh em nhá. Đội nào thắng là nâng cúp. Đây là hai đội đang đá penalty. Hiện tại mình đâu lưng không đá nha điểm nhá. Đá cũng bị loại rồi. Đây là không đá đâu. Nguyễn Hà Giang đá hơi hay đấy Lộc Híp ạ. Trọng tài đang nhắc nhở hai thủ môn về vị trí bắt ngôn nhá. À, Thượng Giáo sẽ đá trước. Đức Kiên sẽ là người đá quả đầu tiên cho Thượng Giáo. Vào, rất căng. À, giải này có 14 đội nha anh em, điểm nhá. Rất căng. À, giải 3 là đội Thiên Ân nhá. Rất căng thẳng, trận đấu căng thẳng, kịch tính.
tốt của thủ môn. Đẩy được bóng. Linh Cute vừa cản phá được quả sút rất căng như vô bổ. Đây là táo y tế. Sút quả thứ hai cho Thượng Giáo. Lại một quả búa bổ rồi. Không vào. Bóng vọt ra ngang. Đấy, đứng đầu thế. Sút thiếu may mắn của Hoàng Lũy. Bóng trúng con dọc vẫn vào. Sút rất khó. Tỷ số hiện tại là 1-1. Hai đội đều đá, mỗi đội đều hỏng một quả rồi. Vào giữa. Bóng trúng giữa ngôn. Hà Giang là người đá quả thứ 3 ra thị trấn. Hiện tại tỷ số đang là cầu thủ xuống nhắc nhở thủ môn. Vào. Nhẹ nhàng nhưng mà vào. Rất bình tĩnh. Giang bụng phệ bình tĩnh. Cổ động viên đang rất cổ động rất nhiệt tình. Vào. Hiện tại là đến lượt thủ môn đá rồi. Tại tỷ số là đang cân bằng. Rất căng thẳng. Và thủ môn bị đánh lừa rồi. Quả này không vào là bên thị trấn vô địch giải đấu. Tại cầu thủ Linh Cute đang chuẩn bị thu cú sút. Rất căng. Rất căng. Hiện tại là vẫn đang đều. Quả này là cuối cùng. Lại là Huy Ti rút quả quyết định. Không vào thấy là rất căng. Ngôn bắt được hướng nhưng không chạm tay được vào bóng. Hiện tại là bắt đầu lại loạt tiếp theo. 1-1. Quả này là quả thứ 6. Đá thứ 6 rồi. Hết 5 lượt hai đội vẫn đang hòa. Quả thứ 6 đây là đá, mỗi đội đá một quả. Ra ngoài rồi. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Cú sút đánh đi ra ngoài. Liệu có kết thúc trận đấu không? Dứt điểm vào. Vô địch thuộc về thị trấn 1. Đội đang ăn mừng lên rồi. Đây là mình Tokuda.
Đáng tiếc cho thượng giáo. Rất đáng tiếc, thượng giáo rất tiếc. Quyền tự quyết thuộc về thượng giáo. Cú sút đi ra ngoài. Sau đây là lễ trao giải. Lễ bế mạc luôn không anh? Lễ bế mạc của giải đấu luôn. Trận đấu kịch tính. Đáng tiếc là thượng giáo không được hai cúp. Bóng chuyền đã được nhưng mà bóng đá lại tuột mất. Cầm vàng lại để vàng rơi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hẹn anh em giải mùa sau. Sau đây là giả lễ bế mạc trao giải. Hơi tiếc, hơi tiếc. Quyền tự quyết có trong tay. Cầm vàng lại để vàng rơi. Quả ba đều kia là còn 30 giây rồi thôi. Đáng tiếc nhỉ, cầm vàng để vàng rơi. Sáng năm mình đi làm camera thôi. Say xin chai nước uống nữa. Hình ảnh đội thị trấn ăn mừng vô địch. Vạn hộ phát đây. Ăn mừng vui rồi, mẹ may mắn quá gì nữa. Ba đều kia là còn 30 giây nữa thôi coi rồi. Hiện tại ba bể đang cháy rượu rồi, có qua nhà hàng phải bổ sung thêm 200 lít. Đi hậu tháo cái dây cái hậu phát. Đây này, pin đây này, cắm đây này. Đáng tiếc cho thượng giáo. Thượng giáo thua trong loạt penalty. Nếu mà giải ăn mặc đẹp nhất thì Tú nhá, thuộc về Tú rồi, đây đúng nhá, tố cáo là ăn giải trang phục đẹp nhất sân. Đâu nhỉ, cái quả bóng đâu cho ông Viti nó ký vào để anh lấy cái quả bóng ấy về. Đây là Hoàng Bô đòi chụp ảnh. Mắt lờ đờ là khả năng hôm qua chơi hơi sâu. Lễ trao giải. Lễ bế mạc. Giải đấu thành công tốt đẹp. Tí ngồi đâu đây? Đây Hoàng Bô đang chia sẻ kinh nghiệm của Hoàng Bô về những giải đợt trước là phải chơi rát vào.
nhất thẻ vàng, mình ra tiếp. Này, Hoàng Bồ vừa nói. Mình vẫn đang phát trực tiếp nên mọi người nghe tiếng rồi. Này, cầu thủ nói tôi rồi. Vua ăn thôi. Ai lưng đầu này. À, trưởng ban tổ chức giải. Ai đấu quá. Hiện tại đang lấy bục để các đội lên nhận huy chương rồi. Có cúp cờ lưu niệm và huy chương đội nhất nhì ba. Đây là chuẩn bị trao giải nhá, có bục cúp cờ lưu niệm nhá. Tỷ số hai hiệp chính là 3-3. Các đội hôm nay sẽ liên hoan và rút kinh nghiệm. Không rõ là đội thị trấn liên hoan ở đâu, mình sẽ đi ăn hôi tí. Quỳnh có lấy ảnh TikTok lên lên TikTok không? Được. Ở đây liên hoan ở đâu ấy? Vẫn lui. Liên hoan ở Loan Kiệm đâu à? Liên hoan Loan Kiệm này đâu, ở không đâu. Đây đây đâu đâu cả? Chưa đây múc luôn rồi. Nhưng mà ức ha, để nó xuống nhẹ thôi, đây không đâu. Chưa đây múc luôn chưa? Em thấy đâu đâu cả thần mà. Trời này liên hoan luôn rồi. Vào luôn rồi. Ui bốc luôn rồi. Chơi một phát đến tối luôn nữa này. Hả? Ui. Mấy con gà à? Mày tắt đi con này. Ôi trời ơi. Các đồng chí phá rồi. Phá mẹ cái bụng này nhất rồi. Em hỏi tí. Nhiều đội mời lắm đấy. À, đội thị trấn nha anh ơi, đội thị trấn 1 vô địch nhá. Đội thị trấn 1 vô địch. À, đội thượng giáo giải nhì. À, lại uống cúp rồi Mạnh ơi. Mình đi ăn ké thôi, mình không phải nằm trong đội đấy. Đây là đang ban tổ chức đang xếp bục để các đội lên nhận cúp cờ huy chương và cái gì nhỉ, giải thưởng kia nhỉ. Cầu thủ này cú sút quyết định là đá đi ra ngoài. Giải ba Thiên Ân nha anh Cường ơi, giải ba Thiên Ân. Về thứ tư là Hà Hiệu, đáng tiếc. Đội giải 3 là đội Thiên Ân nha Quỳnh nha. Đây là ban tổ chức, trưởng ban tổ chức ấy, phó hay sao ấy. Hoặc là trưởng. Chưa được giao lưu chén nào nên chưa biết là trưởng ban hay là phó ban. Hôm đấy nhẹ lắm rồi, không nhớ rồi. Bắt chết đâu? Bắt chết đâu?
hơi tiếc cho thượng giáo. Này bố ạ, vừa quay vừa cắm này, không phải đơn giản đâu, bên này hết cả pin, hết cả dung lượng nữa chứ. Cảm ơn bà Kiều nhá. Trọng tài lấy chức vô địch rồi. Trọng tài chưa cầm cúp. Xoay. Xoay quá. Nhớ lỗi kỹ thuật. Anh bắt gì? Anh có bắt đâu? Mình cũng đứng chứ nhỉ. Mình đứng ra ngoài, mình đứng ra ngoài để tí đi vào vùng này. Ui, củ này nóng hết rồi. Vâng, để anh đứng đâu. Cái kia chưa? Anh kiểu bao còn trèo lên thang làm gì? Leo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các cấp huyện Ba Bể lần thứ 7 năm 2021. Thực hiện điều lệ số 3992 chào anh em. Điều lệ Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể về việc ban hành điều lệ giải bóng đá huyện Ba Bể. 5 người trong đội tuyển đại hội thể dục thể thao Ba Bể lần thứ 7 năm 2021. Ví dụ với 62 ngày làm việc nghiêm túc của các đồng chí trong ban tổ chức. Và và sự nỗ lực thi đấu hết mình của các vận động viên giải bóng đá 5 người huyện Ba Bể lần thứ 7 đã thành công tốt đẹp. Và đến dự buổi lễ trao thưởng ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu cô đồng chí Hoàng Ngọc Thực, giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông, phó ban tổ chức giải, xin ta nhiệt liệt chào mừng. Có đồng chí Đinh Anh Hào, tỉnh ủy ban nhân dân thị trấn Trà Giá, thành viên ban tổ chức, đề nghị tăng nhiệt liệt chào mừng. Còn có các đồng chí là trưởng đoàn, các đoàn vận động viên, phó đoàn, các đoàn vận động viên và đầy đủ các đoàn vận động viên đến dự buổi lễ trao giải ngày hôm nay. Hoàng hậu bóng đá Tiến của đơn vị Hà Hiệu. Sau đây ta sẽ trao về tập thể về giải phong cách thì đơn vị sẽ cử một sau đây mời các vận động viên ra tiến về bục để dẫn giải. Mời đội trưởng giáo đội đội thi đấu đội thi đấu đội thi đấu cầu thủ được 5 lít giờ khoe anh em này, khoe anh em đi để vào túi cho chụp cho anh Văn. Nào, ngẩng mặt lên đây nhìn đây. Ngẩng mặt lên nào. Ôi trời. Mất hình ảnh. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây này. Cười lên mà.
đi hết, đi hết này. Bây giờ chụp kiểu này tí là cất bục rồi, không được chụp nữa đâu. Mình cứ đứng trên bục là không cho họ cất hả? À, Huynh giấu mặt kìa. Huynh. Đây. Huynh anh ra ngoài đi. Có cả Linh Hotel rồi. Đại đang trao huy chương cho các cầu thủ. Anh Thược ơi, cho em xin cái. Em chưa có đâu nhá, anh Duật nhá. Em chưa có đâu đấy. À, đội đâu, nhìn về đây nào. Thì lấy đúng cái đội thị trấn thôi. Trân trọng kính mời đồng chí Đinh Anh Hào ra giải phong cách cho đội bóng xã Hà Hiệu. Cười lên nào. Anh ơi, cứ chụp trước đi. Anh Hào đấy. Lấy cả đi em ơi. Lấy cả cho anh mấy kiểu đi. Họ bụng nhá. Ba đội luôn. Ở đây ba đội phải ra xa. Hết dung lượng rồi. Xong rồi. Đây là phóng bụng nào. Cất nữa. Nguyễn Đức Kiên là đơn vị thượng giáo nên nhận giải cá nhân. Đấy lại xem hàng thôi. Thì nhớ chúng à. Và mời vận động viên Nguyễn Công Tiến. Anh đang phát trực tiếp rồi mà. Anh em BLM bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Ngay đầu. Ngay đầu. 5 năm một lần. Đang quay có chụp đâu. Quay em với à? Anh em cứ bắt quay rồi chết giờ rồi. Tối về xem lại phát trực tiếp nhá. Ý anh không phải làm kiểu đấy.
thì anh em mình làm kiểu gì nhỉ? Xoay đi. Nhà kia các làm kiểu gì nhỉ? Cái gì nữa? Bài chứ mình làm kiểu gì nhỉ? Từ từ. Ăn cơm phải đeo nhá. Huấn luyện viên là phải có. Ai ai được. Nhiều quá. Ờ cái cúp này không uống được bia rồi. Ờ. Cúp này không có nắp mở bia. Tạm biệt anh em nhá.